Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lý Đạt Gamen, nơi sự thăng hoa của những bàn thắng, nơi những phút giây thăng trầm của những giải đấu, nơi mà các cầu thủ tạo nên tên tuổi của mình. Và hiện tại, Lý Đạt Gamen đã sản xuất ra những video clip hay, hấp dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ cho kênh của Lý Đạt Gamen ngày càng phát triển nhé. Và sau đây là một bàn thắng đẹp, một bàn thắng để đời trong best 2019 của Lê Đạt Garmin. Và từ đường truyền dọn cổ của đá phạt góc của Toni Kroos, Marcos Asensio đã mở bàn thắng ghi tên mình trong lịch sử của đội của giải đấu danh giá nhất mà cầu thủ này đã ghi bàn. Và các bạn xem bàn thắng đó như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Các bạn xem bàn thắng, trước khi các bạn xem bàn thắng, các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ để kênh Lê Đạt Gaming ngày càng phát triển nhé. Và bàn thắng đó sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nhé. Great reactions in front of goal. He just saw what was on. Well, for me, that's just pure predatory brilliance. It's not so much the finish, but the way he read the situation when nobody else was even alert to it. It's fantastic.